Sau cuộc họp của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang với Tổng cục Đường bộ Việt Nam sáng ngày 14 tháng 8, đến nay hướng giải quyết đối với trạm thu phí BOT Cai Lậy vẫn chưa được đưa ra. Hiện tại trạm này vẫn đang xả, ngừng thu phí để chờ ý kiến từ Bộ Giao thông Vận tải. Vâng, thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang để có thêm những thông tin xung quanh câu chuyện về trạm thu phí BOT Cai Lậy đang thu hút sự quan tâm của dư luận trong nhiều ngày qua. Và trong buổi sáng nay thì Sở này cũng đã có công văn hỏa tốc gửi đến Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị mong Bộ xem xét để giảm mức phí đối với cái trạm này. Và theo đó thì Sở đề nghị là mức phí sẽ thu từ 25.000 đồng đến 150.000 đồng tùy theo loại xe, thay vì mức phí của trạm đã thu là từ 35 đến 180.000 đồng. Trong chiều nay thì Bộ Giao thông Vận tải thì cũng sẽ có một cuộc họp với lại tỉnh Tiền Giang và nhà đầu tư của BOT Cai Lậy để có cái phương án xử lý đối với trạm này. Hiện tại thì trạm BOT Cai Lậy thì vẫn đang được xả trạm không thu phí đối với các phương tiện qua đây để chờ những cái ý kiến chính thức sau cuộc họp chiều nay với Bộ Giao thông Vận tải. Và sau cuộc họp chiều nay với Bộ Giao thông Vận tải thì cái giải pháp chính thức đối với trạm thu phí này sẽ được đưa ra.